mời quý vị và các bạn nghe thi phẩm Mừng ngày quốc tế người cao tuổi, tác giả Lâm Xuân Hương trình bày dưới giọng Nguyễn Anh. Xin mời quý vị cùng đón nghe. Tháng 10 mừng chúc cao niên, an yên sức khỏe. Trời đất tuổi đời đã ban, chúc cho tuổi thọ an nhàn, vui cùng tổ ấm bạn gần. Mừng ngày quốc tế người cao tuổi.